心感动吗？感觉彼此吧。他知道吗？心痛难放下。如若能死心未留疮吗？不知彼此竟会遇浅与我身如画。如若醉也能变看这份情怎可以假？声音早传来，伤心的由来，心中的挚爱再次去妄想他早回来，怎么不回来？一生的挚爱如能早前我放开，这记忆依然便要害，苦楚也过分意外，怎么会无人爱？应该辜负过未来。Ngon quá. Chà, lần này ngoài vị ngon ra còn có hương vị rất là đặc biệt, tôi chưa từng được ăn đó. Chị có thể làm món đặc sản rồi. Chị Tú, lần này chị thành công rồi. Thật ra bánh bao này làm bằng nguyên liệu gì vậy? Thật ra tôi chỉ nghe cậu Chi nói. Cậu Chi nói người nước ngoài làm nhân thịt có bỏ thêm một ít rau cải vào, cho nên tôi thử bỏ ít rau cải vào đó. Tôi bỏ thêm một chút mướp vào và một ít tôm tươi nữa. Tôi muốn lấy mùi tươi của tôm phối hợp với vị thanh ngọt của mướp để có thể vừa ăn ngon mà không dầu mỡ. À, thì ra bí quyết là ở chỗ trái mướp. Chúng ta có bánh bao này rồi thì Xuân Phong Tiểu Quán sẽ rất là đông khách nha. Đúng đó. Nè, mọi người còn đợi gì nữa, mau đi mở cửa buôn bán đi chứ. Dạ, rồi. Có muốn cá hồn, khách đầu tiên hôm nay khi nào vào? Lúc đầu cứ nghĩ là khách sẽ vô ào ào, còn bây giờ không có một bóng nào hết trơn. Đâu phải, hôm nay cũng bán được hai người khách mà. Vậy sao, hai người nào vậy? Một khách đó là thằng Cửu ở chợ kêu đem tới, khách còn lại là Châu Bàn cũng ở chợ kêu đem tới luôn. Vậy hôm nay bán còn tệ hơn trước, tại sao vậy? Mời tôi đến tìm người. Chị Tú, lâu quá không gặp. Tôi tìm được chị rồi. Anh Tiến giới thiệu với anh, đây là chị Lan, trước đây chị giúp tôi giá áo cho người ta đó. Chào anh Tiến. Chào chị. Trời, thì ra là bà của chị Tú lại mừng hụt nữa. Chị Tú à, chị không sao chứ? Tôi nghe bà con nói là ở tiệm này đã từng bị cháy, tôi rất lo cho chị đó. Tôi không sao. Chị coi nè, ở đây buôn bán lại rồi. Nhưng chị coi, một người khách cũng không có. Phải, bà con họ còn nói tiệm này hay có người đến gây sự nên có người không dám tới. Thì ra là vậy. Từ khi khiến người ta tin ở đây rất an toàn, nếu không có nước ngồi đập rùi luôn. Có cách nào khiến cho khách lấy lại lòng tin với chúng ta không? Ê, nhìn bên này nè, nhìn bên này nè, nhìn bên này nè. Chà, đó phải là Đặng Châu Bình không? Đúng rồi. Minh Tinh nổi tiếng cũng vô từng ký ăn hả? Cho bên đoàn nhỏ từng ký ngon lắm đó. Mà xin hàng đi. Xin hàng đi. Mà coi đi, mà coi đi. Có đại Minh Tinh kìa. Coi đi. Cô Tú. Thám trưởng Hà. Không sao chứ? Tôi không sao. Đứng lên đi. Không sao thật chứ? Người so với người dễ chết người, tiệm so với tiệm dễ chết tiệm. Cái chuyện gì vậy? Thấy người ta buôn bán khá vậy, tôi lại nghĩ đến Xuân Phong. Dạo này Xuân Phong buôn bán không tốt sao? Chuyện lần trước bị người ta đốt tiệm thì ra bà con hàng xóm đều biết hết. Ai cũng sợ có chuyện nên không dám vào ăn. Tôi đã tốn rất nhiều công sức, làm rất nhiều loại bánh bao khác nhau, tưởng việc buôn bán sẽ khá hơn. Bánh bao đó quả thực rất ngon mà. Khó trách cô lại ủ rũ như vậy. Tôi uổng phí công sức cũng không sao, chỉ là tôi uổng phí công sức của anh Tiến. Nhịp Tiến, thật sự ảnh một lòng một dạ muốn quản lý tốt tiệm, chứ không phải là người xấu như mấy anh đã nói. Đúng vậy, đích thực là bây giờ anh đã không sinh sự nữa. Thì phải rồi, ảnh thật là muốn làm lại từ đầu. Tại sao ông trời lại không cho ảnh cơ hội chứ? Ông qua nói đi ăn cua lớn, sao lại đưa tôi đến đây? Túy Hương Viên bên kia mà. Tuần trước đang rồi, hôm nay tôi đưa ông đi ăn thử món mới. Ở khu này có món gì ngon chứ? Chỉ có Xuân Phong Tiểu Quán. Còn đừng có nói với tôi là đưa tôi đến ủng hộ Nhiếp Tiến nha. Tôi ăn uống và làm việc cũng như nhau, nhìn việc chứ không nhìn người mà. Cô Tú mới làm lại bánh bao mới nên tôi đưa ông tới ăn thử đó. Vậy sao? Đi thôi.
Pháp Trưởng Hồng. Ủa, chú Tuyên, sao đúng lúc vậy? Hai người tính vô đây ăn hả? Có vấn đề gì? Trước đây tiệm này bị người ta vô phá, bà con hàng xóm ở đây không dám vô ăn nữa. Vào đó hả, sẽ trở thành heo quay luôn. Không phải chứ, là mà. Bởi vậy mới nói mọi người có Thám Trưởng Hồng tiếng tâm lừng lẫy ở đây mà sợ mấy tên lưu manh đó hay sao chứ? Có Hồng Thư Sư này ở đây, ai dám đến xung phong gây rối, tôi sẽ cộng hết vì sợ cảnh sát. Phải đó, sau này Thám Trưởng Hồng của chúng tôi rảnh rỗi sẽ tới đây ăn, bảo đảm thiên hạ sẽ thái bình, nhân kiệt địa linh á. Thôi, thôi được vậy thì tốt quá. Thám Trưởng Hồng, Thám Trưởng Hà. Thám Trưởng Hồng, sao rảnh rỗi vậy? Hai người tới làm gì? Chúng tôi làm ăn lương thiện, không có gì để mấy người bắt bẻ đâu nghe. Mấy anh đừng hiểu lầm, chúng tôi đến đây ăn bánh thôi. Nghe cô Tú nói đã làm loại bánh mới, cho nên lần này tới đây ăn thử. À, vậy còn đứng đây làm gì? Mau tiếp hai vị thám trưởng. À dạ, à, hai vị, à, mời bên này. Dạ, bên này, rót trà đi. Mời. À, xin mời ngồi. À, mời ngồi. Để tôi vào chuẩn bị bánh bao cho hai người. Cảm ơn. Hai xịt bánh bao nè. Hiểu. Thì cô Tú với ông không phải ở bên bọc. Ông nói cái gì vậy? Dạ mời dùng trà. À, cảm ơn. Đổi khổ gì mới cái gì chứ. Thật ra cậu đến đây là vì người phụ nữ đó phải không? Có phải cậu có ý với người ta không? Ông đừng có nói lung tung nha. Tôi chỉ coi cậu là bạn thôi. Lần này chỉ đơn giản là tôi muốn giúp bạn tôi thôi. Được rồi, đừng có nghiêm chỉnh quá. Tôi biết cậu rất mê công việc, thời gian đâu đeo đuổi con gái, đùa chút vui thôi. Nè nè, mau thử bánh bao nhỏ này đi. À được. À được. Thử đi. Dạ, thơm quá, để thử coi. Sao hả? Ngon lắm á. Cô Tú à, bánh bao của cô làm ngon thiệt á. Thật không? Ừ. Thật tiếc, bây giờ không có ai dám vào ăn. À, chú Tuyền, chú Giang. À, bên này, bên này. Ngồi. Lâu rồi không thấy hai chú tới. À, trước đây có người phóng hỏa, nghiêm trọng quá, làm sao tôi dám ghé ăn. Vậy tại sao mấy chú lại thay đổi ý định? Thì thấy Thám Trưởng Hồng cũng tới đây ăn, còn an toàn hơn sở cảnh sát, nên mới dẫn mọi người tới đây ăn thôi. Hèn gì. Bánh bao đây. Câu này á, đại Thám Trưởng Hồng. Câu kia đại Thám Trưởng Hồng. Chưa bao giờ cậu nịnh bợ tôi, thì ra là muốn lợi dụng tôi. Lần này hai vị giúp đỡ như vậy, thật tình rất cảm ơn. Cô đừng nói vậy, cô làm bánh bao ngon cho chúng tôi ăn, chúng tôi phải cảm ơn cô đó chứ. Vậy bây giờ tôi vào làm thêm một xưởng, coi như tôi mời nha. Sao có sáu vậy? Tôi vào trong làm đi. Tôi đi mua ít đồ đây. Dạ được. Cảnh sát hả? Có chuyện gì? Cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh, không biết bao giờ bà con mới ghé vào ăn nữa. Nhờ ân huệ của người khác thì tôi phải nói tiếng cảm ơn mới đúng chứ. Chuyện nhỏ thôi mà. Hơn nữa bánh bao của cô Tú quả thật là rất ngon đó. Nếu không có ai thưởng thức thì thật đáng tiếc. Thật sự là anh đã giúp cô Tú rất nhiều. Đúng vậy, tôi thật là muốn giúp cô. Đồng thời tôi cũng không muốn nhìn thấy tâm huyết của anh bị uổng phí. Tôi cứ tưởng là anh rất ghét tôi. Trước đây thì phải, vì tôi ghét những kẻ làm chuyện phạm pháp. Nhưng tới ngày hôm nay anh không còn như vậy nữa. Thời gian qua anh thật sự thay đổi mình rất nhiều. Giống như cô Tú nói, mọi người nên cho anh cơ hội. Anh bằng lòng cho tôi một cơ hội. Hy vọng anh không làm cho mọi người thất vọng. Sao hả chú Kiên, chú Tính xong chưa? Đợi chút đi. Đợi chút, rồi xong rồi. Coi đi. Ý chà, hôm nay thu nhập quả là rất tốt. Phải nói là ngày buôn bán đắt nhất từ trước đến nay của Xuân Phong Tiểu Quán. Ý, xem ra Thám Trưởng Hồng và Thám Trưởng Hà đến ăn khiến bà con họ yên lòng. Chúng ta phải đích thân đến cảm ơn họ mới được đó. Đừng có khen người ta hoài. Con cũng có công lao đó. Bánh bao con làm rất là ngon. Bánh bao chị Tú làm thật sự rất ngon. Có điều hôm nay con nghe khách nói là bánh bao của Tường Ký vẫn ngon hơn mình đó. Không phải chứ vậy? Có cái gì lạ đâu. Không phải tôi nói bánh bao của chúng ta không ngon bằng bánh bao của họ. Tôi nói tiếng tâm của họ đã gian xa, tiên nhập di chủ. Do đó người ta cảm thấy bánh bao của họ ngon hơn bánh bao của chúng ta. Chỉ có vậy thôi. Đúng rồi đó. À, đúng rồi. Nếu muốn việc buôn bán ngày càng khá hơn thì phải thay đổi cách nghĩ này của khách mới được. Con tán thành. Theo con nghĩ, chúng ta phải quảng cáo bánh bao của chúng ta thật long trọng, khiến cho người ở khắp Thượng Hải đều biết bánh bao của Xuân Phong Tiểu Quán ngon hơn Tường Ký nhiều. Phải rồi. Có cần quảng cáo phiền phức tới vậy không? Nếu ngon thì sẽ có người biết đến. Bánh bao của mình ngon thì khách sẽ vào ăn thôi. Chú không thể nói như vậy được. Làm ăn bây giờ khác xưa rồi. Cho dù bánh bao của chúng ta ngon, nhưng mà ở ngoài rất nhiều sự lựa chọn. Chúng ta không quảng cáo người ta làm sao biết? Chà, mỏi tay quá đi. Trời ơi, đến nổi đi không nổi luôn nè. Nhìn mấy anh kìa,
Mới làm có một ngày sao giống như mới đánh nhau một trận vậy? Có phải con mạnh tay quá không ba? Ờ, không phải không phải. Xem ra ảnh đâu phải là người sắt. Nè, ăn cho nóng đi, nóng quá. Được ăn tối hả? Bồi dưỡng lại, bồi dưỡng lại. Dạ phải, chị Tú nói mọi người vất vả rồi nên chị nấu cháo cho mọi người ăn đó. Cô Tú làm bánh bao xong còn phải nấu cháo nữa sao? Dạ phải. Mọi người ăn cháo đi. Nè, trước khi chưa nghĩ được cách nào, hành động phá bánh bao của chúng ta vẫn tiếp tục. Con sẽ nghiên cứu lại địa điểm rồi báo cho mọi người biết sao. Con tha cho chú đi. Tội cho cái thân già này quá. Thật sự chịu không nổi, mệt quá. Sao mọi người không có nghị lực gì hết? Chưa gì đã than chịu không nổi. Bà Hoa, tha cho họ đi, họ thật sự chịu không nổi. Ba... có đừng hành hạ mọi người nữa, con phải nghĩ cho cô Tú. Bánh bao do một mình cổ làm hết mà còn phải nấu thức ăn tối. Con tưởng tay cổ là tay sắt sao? Vậy ngày mai làm sao đây? Tạm thời không phát bánh bao nữa. Hay quá. Nhưng mà tiệm vẫn mở cửa, vẫn buôn bán bình thường. Dạ, vậy cũng đỡ. Vậy thì tội nghiệp chị Tú, làm bánh bao rất vất vả. Còn mọi người thì làm biến suốt ngày. Yên tâm, mọi người sẽ rất cố gắng, ăn hết tô cháo này cho cô vừa lòng. Ăn cháo. Xí Ngọc, dạ. Cô Tú đâu? Cô dạ, đâu? Chị Tú nói phải làm luôn mớ da heo chứ không ăn tối đâu. Mọi người cứ việc ăn đi. Sao không lên phòng nghỉ đi? Anh Tiến, cô chỉ lo nấu cháo cho mọi người ăn, mình cũng phải ăn một chén chứ. Phiền anh đích thân đem cháo đến cho tôi, tôi ấy nấy quá. Nè, sao không ăn đâu? Để một lát đi, tôi làm xong việc rồi mới ăn. Xin lỗi nha. Tôi muốn nói, ở đây có rất nhiều đàn ông, nhưng không ai giúp được cho cô. Cửa tiệm còn phải nhờ cô chống đỡ. Tay cô làm đến đổ chai hết rồi. Anh đừng nói vậy, tôi thấy ngại mới phải. Nếu anh không giữ tôi lại làm gì? Chắc bây giờ tôi còn giá áo ở ngoài đường, bữa có bữa không. Tôi không biết có thể nuôi được má chồng không. Cô Tú à, anh đừng lo cho tôi. Có lo thì lo cho cửa tiệm đi. Tuy rằng việc buôn bán đã khá hơn một chút, nhưng chẳng hạn như hôm nay phát bánh bao cả ngày, người thật sự ghé ăn thì không nhiều. Tiếp tục như vậy không được đâu. Được rồi, chuyện đó cô cứ để tôi lo. Quan trọng là cô làm bánh bao cho thật ngon. Câu chuyện làm sao tạo danh tiếng cho tiệm thì giao cho chúng tôi. Tôi nhất định phải cho người khách Thượng Hải này biết bánh bao của Hà Thủy Tú làm rất là ngon. Tôi biết anh nhất định sẽ làm được. Bánh bao này được rồi, em đem ra ngoài đi. Mang qua, em đứng thừa người ra đó nghĩ gì vậy? Dạ không, có một người có công lao lớn nhất, nhưng mà em vẫn chưa cảm ơn người ta. Cậu Chi phải không? Sao chị biết vậy? Không biết khi nào anh Chi mới đến Xuân Phong tiểu quán nữa. Thật ra em có thể đi tìm cậu ấy. Không được, như vậy đường đột lắm. Cậu Chi còn chưa ăn thử bánh bao của tiệm chúng ta. Nếu em đem bánh bao cho cậu ấy thử thì đâu phải đường đột. Hơn nữa cậu Chi nhắc nhở chị mới làm được loại bánh bao này, chị cũng phải cảm ơn cậu Chi. Thôi đi, em đi một mình được rồi, quyết định như vậy đi nha. Mang qua, em còn chưa lấy bánh bao nhỏ sao nóng lòng vậy? Phải ha. Sao hả? Nước thịt đậm đà, tôm thì lại tươi, mướp thì lại giòn, quả là rất ngon. Cũng nhờ anh nhắc chị Tú dùng nhiều rau cải một chút. Thật ra anh chỉ nói một câu thôi mà, đâu cần đem bánh bao đến cảm ơn anh. Nhưng bây giờ còn chưa nghĩ được cách để khiến cả thế giới biết loại bánh bao này ngon đến cỡ nào. Mưu sự tại người thôi. Thật ra chị Tú cũng nghĩ được cách là tìm vài doanh nhân để tạo danh tiếng cho bánh bao. Cách tốt đó. Nhưng mà em biết, thế nào ba em cũng không chịu nhờ cậu Thành đâu. Thật ra cách nghĩ của những người ở thế hệ trước bảo thủ lắm. Bây giờ là thời đại mới, cách nghĩ nên thực tế một chút. Nhờ doanh nhân giúp đỡ, bản thân họ cũng có thể lấy tiếng, tội gì không làm chứ. Đáng tiếc là em không thể nói những điều có lý lẽ giống như anh. Ý, anh Chi, đem Thượng Hải. Đó là hoạt động quảng cáo của tiệm ăn Trường Kiều. Anh định mời hết doanh nhân ở Thượng Hải, gồm giới chính trị, giới thương nghiệp, giới giải trí, sẵn dịp có thể giao lưu tình cảm với họ. Rất nhiều người nổi tiếng sẽ đến tham gia hả? Đúng vậy. Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng ở tiệm ăn Tây, ăn món Trung Hoa... Chẳng phải anh nói cách nghĩ không nên truyền thống quá sao? Em nói đúng. Ở tiệm ăn Tây ăn món Trung Hoa. Hơn nữa chủ đề là đêm Thượng Hải, nên ăn những món ăn đặc sản của Thượng Hải. Ý kiến rất hay. Đâu có hay gì đâu, đâu bằng anh. Nhưng mà ba em thì... Vậy phía ba em hãy yên tâm, do anh ra mặt mời Xuân Phong đến dự thôi mà. Nhưng mà em cũng phải suy nghĩ cho kỹ, em sợ ba em biết đây là ý của em đó. Điều bây giờ em cần nghĩ là làm sao đánh bại món ăn phương Tây. Có chừng đóng đó. Ủa, mang qua Tú, cậu Chi cảm thấy bánh bao thế nào? Anh nói rất ngon, cảm ơn chị.
ăn có mấy cái bánh bao nhỏ thôi, sao ăn lâu quá vậy? Chắc là người ta có nhiều chuyện để nói với Học Chi đó mà. Ha, hai chú này đánh miệng bây giờ. Không có nói gì đâu. Tôi không bằng chuyện đàng hoàng thôi. Con biết sắp tới câu lạc bộ Trường Kiều sẽ tổ chức bữa tiệc đêm Thượng Hải. Đến chừng đó những người nổi tiếng của Thượng Hải đều tập trung ở đó. Em đang nghĩ coi có cách nào có thể quảng cáo bánh bao nhỏ của chúng ta hay không. Nè, ý kiến đó rất là hay nha. Nhưng vấn đề là không biết phải nói sao với ba đi. Thật ra anh Tiến không muốn nhờ ai hết. Tôi đã nghe hết rồi. Anh Tiến. Ba, con xin lỗi, con chỉ muốn giúp cho Xuân Phong thôi. Thật ra điểm xuất phát của Măng Hoa là tốt, anh đừng trách nó. Phải đó, anh Tiến đừng trách Măng Hoa. Ai trách Măng Hoa chứ? Ba, trước đây ba hơi cổ hủ một chút, nhưng sau khi bị mọi người nói, ba cũng phát hiện đôi lúc những gì mình nghĩ chưa chắc là đúng. Ba, vậy là ba tán thành hả? Ý kiến của con cũng tốt vậy, sao lại không tán thành? Hay quá. Không sợ hàng so với hàng, chỉ sợ là không biết coi hàng mà thôi. Bây giờ bánh bao của Tú làm rất là đạt tiêu chuẩn. Phải đó, ba nghĩ nhất định sẽ ăn khách. Nè, chuyện này để ba lo. Hay quá, yên lòng rồi. Cảm ơn ba. Lão đại, lão đại có chuyện gì vậy? Trước đây chúng ta thường xuyên đến đây uống trà, rất nhiều việc lớn cũng ngồi đây quyết định. Tôi nhớ, chuyện đã lâu lắm rồi, nhưng bây giờ chúng ta không cùng đường với nhau. Anh phải lo việc làm ăn của anh, còn tôi phải lo cửa tiệm của tôi. Được, uống gì những ngày tốt đẹp trước đây. Thực ra lần này tôi hẹn lão đại ra là có một chuyện muốn nhờ lão đại giúp. Có phải Trường Kiều sắp tổ chức tiệc đêm Thượng Hải không? Hậu kia đã nói, tôi cũng tán thành. Tôi rất vui cậu chịu đến tìm tôi. Anh em chúng ta là có thể hợp tác với nhau. Cảm ơn lão đại. Biết đâu nhờ bánh bao nhỏ của cậu có thể thuyết phục được những người ở cục công bộ. Tôi cũng mong là vậy, có thể giúp được lão đại. Gần đây việc buôn bán ở tiệm có khá hơn không? Gần đây có loại bánh bao mới là món đặc sản, buôn bán cũng đỡ hơn. Đáng lý tôi không nên nhiều chuyện, nhưng nghe thấy Cửu nói cậu chỉ muốn kiếm tiền đã đi đánh quyền giả, còn bị người ta đánh nữa. Tính của thằng Cửu đôi lúc cũng nói nhiều quá. Nó chỉ quan tâm cậu thôi. Cậu Tiến à, tôi biết có chuyện cậu không đến tìm tôi, tôi thật sự thấy giận lắm. Thì bây giờ tôi tới tìm lão đại đây. Nhưng không nên với chuyện làm ăn mới đến tìm tôi chứ. Cậu đã gọi tôi là lão đại thì chúng ta là anh em. Mà thế nào là anh em? Anh em chính là lúc gặp nạn hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau, dìu dắt nhau. Cậu cần tiền xài, thà đánh quyền giả không tới tìm tôi, vậy mà gọi là anh em sao? Thực ra từ trước tới nay lão đại thường giúp đỡ tôi, nhưng mà bây giờ tôi không còn là người trong giang hồ, làm sao tôi dám tới tìm lão đại? Đêm Thượng Hải là một sự khởi đầu tốt. Nhớ kỹ, chúng ta mãi mãi là anh em tốt. Lúc đó tôi cũng hoan nghênh cậu đến tìm tôi. Ông chủ, không cần đưa đón anh Tiến hả? Thật ra một năm trước cậu Tiến đã đi con đường khác rồi. Chẳng phải ông muốn anh Tiến đi cùng đường với chúng ta sao? Ông lo cửa tiệm giúp ảnh, ông không sợ ảnh càng đi càng xa, đến lúc đó muốn ảnh tái xuất giang hồ càng khó hơn. Cậu chỉ biết một mà không biết hai. Trước đó tôi đóng lòng lôi cậu Tiến trở ra là muốn cậu ấy giúp tôi đối phó với ông Adam. Nhưng bây giờ quan hệ với ông Adam và ông Beth đã được cải thiện rồi, tôi không cần thiết phải lôi cậu ấy trở lại giang hồ. Hơn nữa Học Trì nói đúng, bạo lực chưa hẳn có thể giải quyết được vấn đề. Dù sao người ông chủ tin tưởng cũng là anh Tiến mà. Chờ tới lúc cần thiết tôi sẽ có cách lôi nó trở ra. Tối rồi sao còn ở đây? Anh Tiến, hãy nghĩ đến chuyện thi tài trước mặt mọi người là tôi không ngủ được. Cho nên cô phải ở đây để thực tập. Cứ nghĩ là phải đứng trước mặt mọi người tôi cảm thấy hồi hộp lắm. Để tôi giúp cô. Nè, vấn đề của cô là mắc cỡ và sợ người ta nhìn cô, phải không? Bây giờ tôi đứng trước mặt cô nhìn cô làm, để cô thực tập coi sao. Như vậy có ích gì chứ? Thường ở trong bếp đâu chỉ có một mình tôi làm, bây giờ có anh đứng ở đây đâu có gì phải hồi hộp. Cô nói đúng, cô chỉ sợ đông người, một mình tôi ở đây thực sự không giúp được gì. Mọi người đừng có mở to mắt nhìn tôi mà. Chị tưởng là mọi người muốn nhìn chị làm lắm sao? Mọi người cũng muốn nhắm mắt lại ngủ dữ lắm. Nè, bây giờ rất nhiều người đang nhìn cô,
chắc có thể tập luyện sự can đảm cho cô. Mọi người giúp tôi như vậy, tôi nhất định sẽ khắc phục được khó khăn này. Hay lắm, chị Tú nói rất hay. Thôi được rồi, mọi khi thấy chị cũng tốt lắm. Tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút. Rồi. Cảm ơn mọi người. Mọi người coi nè, họ còn nói là không buồn ngủ. Họ đã chịu trận suốt đêm rồi. Cảm ơn anh, cả đêm dài đằng đẵng dừng ở bên tôi. Tôi phải làm như vậy chứ, bánh bao này để mình tôi thử được rồi. Sao hả? Rất đạt tiêu chuẩn. Vậy thì tốt quá, tôi có thể an tâm đi thi rồi. Tôi dám chắc là cô nhất định sẽ thắng. Hơn nữa còn thắng rất đẹp. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Anh đã bắt đầu. Chúng ta phụ trách bảo vệ. Hôm nay rất nhiều người, làm sao mới biết là kẻ gây sự? Cậu chịu suy nghĩ chút đi, phải động não chứ. Chào ông bà Bét, rất hoan nghênh. Bà của tôi ở bên đó, xin mời qua đó. Xin phép một chút. Ông Bét, hoan nghênh, hoan nghênh. Bà Bét, hoan nghênh. Khách sáo, ông chủ cố đêm Thượng Hải tối nay tổ chức rất là náo nhiệt, còn rất là long trọng. Cũng nhờ mọi người nể mặt thôi, nhưng tổ chức buổi vũ hội này tôi nghĩ không ai tổ chức tốt bằng tôi. Đúng vậy, đúng vậy. Ô, ông Bét. Ông chủ Trần, ông cũng đến hả? Ông chủ cố tổ chức buổi tiệc như đêm Thượng Hải là rất giỏi, thực sự là không ai bằng. Đặc biệt nhất là năm nào cũng vậy, bối cảnh thậm chí tiết mục nghệ thuật cũng rất là quen thuộc, phải không? Ông chủ Trần nhắc tới, tôi mới cảm thấy thật sự giống như mọi năm. Thật ra ông chủ Trần nói không sai chút nào. Khuyết điểm lớn nhất của ba tôi chính là không muốn thay đổi, bảo thủ cố chấp. Nhưng sự hoài cổ cũng là ưu điểm lớn nhất của ba tôi. Hoài cổ tượng trưng cho việc không dễ dàng bán đứng bạn bè, sẽ không thấy lợi quên nghĩa. Ông bé, ông nói có đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Hoài cổ không phải là không tốt, nhưng cũng nên có sự thay đổi một chút, không lẽ muốn làm cho người ta chán. Cho nên hôm nay tôi đã sắp xếp tiết mục mới, vừa trung vừa tây, vừa thi tài vừa biểu diễn, sắc hương vị đều có đủ, đảm bảo mọi người coi rồi sẽ vỗ tay khen hay. Vậy đó là tiết mục gì? Cho phép tôi giữ bí mật, lát nữa mọi người được thưởng thức thôi. Tôi đã chuẩn bị hai chỗ tốt cho ông rồi. Mời. Được. Ông chủ Trần, thật là ngại quá, hôm nay có rất nhiều khách quý ở đây, không có chỗ dành cho ông. Tôi đã sắp xếp chỗ ngồi xa hơn, ông không ngại chứ? Anh Tiến. Anh Chi. Mang qua chị Tú. Đã chuẩn bị chưa? Có thể ra được rồi. Tới phiên chúng tôi rồi hả? Có vấn đề gì hả? Tại cô ấy hồi hộp quá, không có gì đâu. Cậu cứ ra ngoài giới thiệu đi. Chị Tú à, chị đừng có hồi hộp, chị cứ chuẩn bị đi. Được rồi, chúng ta ra ngoài. Đợi một chút, đợi đã. Để tôi kiểm tra lại coi có đủ nguyên liệu chưa. Đã đủ hết rồi. Tôi chết, mất một thứ rồi. Gì vậy? Mất cái gì vậy chị Tú? Tôi là mất cây cán bột. Không có cây cán bột thì làm sao cán bột bánh đây? Chị, cô đã cầm trên tay cái kìa. Các chị quan khách, tiếp sau đây là tiết mục đặc biệt mà tối nay câu lạc bộ Trường Kiều chúng tôi đem đến cho các vị. Đó là cuộc so tài mỹ thực Trung Tây, bánh bao nhỏ của Trung Hoa chúng ta so tài với bánh tỉ tát pizza của Ý. Bánh tỉ tát đã có lịch sử lâu năm ở châu Âu, còn bánh bao nhỏ của Trung Hoa chúng ta có mặt sớm nhất là ở đời Tống, có lịch sử cách đây mấy trăm năm, sau đó được biết đến ở Thượng Hải chúng ta. Hai món ăn này có thể nói là ngang tài ngang sức, cho nên cuộc thi hôm nay phải nói là rất hấp dẫn. Lần này chúng tôi rất vinh hạnh mời được thợ làm bánh tỉ tát đến từ Roma, đó là ông Bái Anu, và đại diện cho Thượng Hải là cô Hà Thủy Tú, đầu bếp của Xuân Phong Tử Quán đến tham gia cuộc thi này.
Xin mời ông Bói Ano và cô Hà Thị Tú. Chị Tú, em biết chị nhất định được, đừng dễ dàng bỏ cuộc. Thế lệ cuộc thi này rất đơn giản. Trước tiên hai thí sinh sẽ làm món bánh tỉ tát và bánh bao nhỏ mà họ dự thi. Sau đó sẽ mời các vị khách ở đây thưởng thức, lấy tiếng vỗ tay để quyết định sự thắng thua. Hai vị đã chuẩn bị xong chưa? Cuộc thi bắt đầu. Trời, làm bánh bao nhỏ có gì đâu mà coi. Không sao đâu, cô cứ làm bình thường là được rồi. Bánh ông Bái Ano làm là bánh Roma, vỏ bánh mỏng hơn so với bánh tỉ tát. Được biết dòng họ Bái Ano lâu nay đều phục vụ cho hoàng đế của đế quốc Roma. Đồng thời hoàng đế của đế quốc Roma rất thích vừa thưởng thức võ sĩ đấu thú vừa ăn bánh tỉ tát. Còn bánh bao nhỏ mà cô Hà Thủy Tú làm là do cổ tự chế biến, gọi là bánh bao nhỏ Xuân Phong. Để đảm bảo nhân trong bánh có hương vị đậm đà, khi mọi người bỏ vào miệng có thể nếm được vị ngọt của nhân. Cách ăn như vậy mới là hoàn hảo. Đồ bếp Italy thấy hay hơn, hẳn là cái chắc rồi. Trời ơi, đó mới gọi là có tiếng mà không có miếng ha. Thì phải rồi, đâu phải biểu diễn tập kỹ đâu. Các vị quan khách, giây phút hồi hộp nhất đã đến rồi. Để các vị doanh nhân và khách quý của chúng ta thưởng thức tài nghệ của hai vị rồi, chúng tôi sẽ có kết quả cuộc thi. Xin mời hai vị. Chà, thật là ngạc nhiên quá. Không biết giám khảo của chúng ta sẽ chọn ra ai là người chiến thắng. Chúng ta đã thắng rồi. Đúng vậy. Tôi cũng quyết định. Cười lên nha, cười lên. Rồi đúng rồi, nữa nha. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Thêm một tấm nữa nha. Rồi, cười lên. Tính thì lo tính đi, còn uống gì chứ. Mau lên đi. Im lặng. Ê, sao rồi? Sao hả? Chà, lời gì hôm qua tới 432 đồng lận. Ngày nào cũng buôn bán tốt như vậy thì giàu to. Chỉ tiếc là tiệm của chúng ta nhỏ quá, ngày nào cũng không đủ chỗ cho khách ngồi. Nếu không chúng ta có thể lời nhiều hơn. Phải đó. Đơn giản thôi, chúng ta mở rộng ra là được rồi. Ở đây có bầy lớn, sao mở rộng ra được? Làm gì ngu quá vậy? Mua tiệm nào lớn hơn á thì có thể mở rộng việc buôn bán rồi. Tôi tán thành. Làm ăn giống như là đánh nhau vậy, quan trọng là nắm bắt thời cơ, thừa thắng xông lên. Đến chừng đó Xuân Phong tiểu quán sẽ trở thành Xuân Phong đại quán. Nói thì ghê quá, bỏ đây là đổ trường sao? Tóm lại làm được thì mở thêm vài tiệm. Đến chừng đó anh em chúng ta mỗi người một tiệm, ngồi một chỗ chung đùi mà nhận tiền. Đến chừng đó có bị què chân cũng khỏi phải lo. Anh ăn chăm biếm tôi hả? Chỉ nói đại thôi mà. Được rồi, đừng nói nữa. Mọi người nói đúng, thực ra tôi cũng muốn mở rộng Xuân Phong tiểu quán. Vậy sao? Vậy hả? Ý ba, Xuân Phong tiểu quán sẽ mở rộng để buôn bán hả? Đúng đó, cô Tú rất có tài năng, giúp Xuân Phong chúng ta chết đi sống lại. Ba mở rộng tiệm để cho cô Tú có sự nghiệp riêng của mình, làm hoàng hậu bánh bao nhỏ Thượng Hải. Tôi không làm hoàng hậu gì đó đâu. Trời, không làm hoàng hậu bánh bao nhỏ thì làm nô lệ bánh bao nhỏ đi. Chị Tú à, nếu khi có cơ hội chị làm thử đi. Tôi chỉ muốn một lòng làm công danh tiếng thôi, chưa bao giờ nghĩ đến sự nghiệp gì hết. Cho dù buôn bán đắt đến mấy, tôi cũng chỉ có hai tay, tôi nghĩ tôi làm không nổi. Yên tâm đi,
Dưới tay nghề của cô và sự đồng tâm hiệp lực của cô, nhất định sẽ làm được, yên tâm đi. Được mà. Mọi người đừng có tranh cãi nữa, Xuân Phong nhất định làm được. Xuân Phong nhất định phải mở rộng. Cạn ly. Thôi, cạn ly. Giúp cho Xuân Phong mọi việc thuận lợi, ăn nên làm ra. Vô địch ở Thượng Hải này. Được, cạn ly. Khoan đã, vui vẻ như vậy hình như còn thiếu một người. Anh Chi đó. Nếu không nhờ anh gợi ý cho chị Tú thì Xuân Phong tiểu quán chúng ta làm gì có bánh bao ngon như vậy chứ. Phải đó, cậu Chi biết nhiều lại rất thông minh, lần này cũng nhờ cậu ấy hết. Mau qua, hôm khác hẹn học Chi tới, chúng ta mời cậu ấy ăn cơm để cảm ơn cậu ấy luôn. Dạ được. Hôm nay làm gì ủ rũ quá vậy, bộ anh bị bệnh hả? Mày bệnh thì có. Trời ơi, tại lo cho anh mới hỏi thăm vậy thôi. Nếu tao mà được du học, tao cũng tài giỏi như người ta chứ bộ. Anh nói cậu Chi đó hả? Cậu ấy làm cho anh giận sao? Nhiều chuyện. Nhưng mà nói gì thì nói, cậu Chi là người rất tốt, vừa giàu có nè, vừa có học vấn, nhân phẩm thì khỏi nói rồi, tính tình cũng tốt nữa, mà còn có vẻ rất thông minh nữa đó. Mày thích cậu ấy như vậy thì đi theo cậu ấy đi. Anh Cửu à, em có sao đó vậy thôi, anh đừng giận em mà. Đi thu tiền đi. Thiếp Sương, chú Bảy, xin chào. Xin chào. Chào. Sao hả, buôn bán được không? Không phải là không buôn bán được, có điều là anh Cửu à, hôm nay thu bớt một chút có được không? Phải đó, hôm nay tôi cũng hết tiền rồi, không thu một ngày có được không anh Cửu? Thật ra có chuyện gì vậy? Gần đây cảnh sát thu tiền bừa bãi, ngày nào cũng tới đây hai lần. Phải đó, hết cảnh sát tới thu, lại tới đội cứu hỏa thu, lúc thì phòng thị chính gì đó. Như vậy chúng tôi có lời bao nhiêu cũng đâu có đủ đưa cho họ. Anh Cửu à, anh đừng có thu tiền chúng tôi có được không? Anh Cửu à, anh thông cảm đi. Thôi được rồi, mọi người, anh Cửu biết tính sao rồi? Một nửa cũng không thu được, dám về đây gặp tôi, còn làm gì kiểu gì vậy? Không phải đâu Kim Gia, mấy tiểu thương đó rất là tội nghiệp, ngày nào cảnh sát cứu hỏa không tới thu tiền hết, đó là chuyện của họ. Chúng ta không phải là nhà từ thiện. Nhưng đó cũng là bà con mà. Cậu im miệng đi. Cậu không thu được tiền tôi sẽ đuổi cậu đi á. Dù cậu là con của Nhiếp Tiến tôi cũng không thể nể tình. Ra ngoài. Sao anh Cửu? Đừng có hỏi nữa. Anh Cửu. Cậu Chi. Cậu Chi, có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt khó coi? Có cần tôi giúp không? Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Tôi đi đây. Tôi đi nha cậu Chi. Anh Cửu. Làm gì vậy, trả lại đây. Anh à, đây là quy tắc của chúng tôi. Quy tắc cái gì chứ? Anh lấy bớt mấy cái phỉnh của tôi là sao đây? Nè, có chuyện gì vậy? Giám đốc. Anh là giám đốc phải không? Anh tới đúng lúc lắm. Nè, tôi ở đây thua tiền cả buổi rồi, giờ mới thắng có một gián thôi, nhưng anh ta lại lấy bớt cái phỉnh của tôi. Anh nói vậy có đúng không? Giám đốc à, đây là quy tắc của chúng tôi, mỗi lần khách ăn thì chúng tôi sẽ giữ lại vài cái phỉnh coi như là tiền bo. Đó là quy tắc gì vậy? Tiền bo là do tôi muốn cho hay không? Bây giờ anh làm cách này khác nào là ăn giật hả? Trời ơi, chơi ở đây là vậy đó, không hỏi vẫn lấy, nếu có đủ trường khác tới chỗ khác chơi sướng hơn. Cái gì mà ở đây gọi là quy tắc? Trời, càng lúc càng không ra gì hết. Hãy đó, không ra gì hết. Trả mấy cái phỉnh lại cho anh này đi. Tôi xin lỗi, tôi nghĩ đó là sự hiểu lầm. Hy vọng anh ở đây chơi vui vẻ. Bây giờ không còn hứng thú gì nữa. Ba cái chỗ này có mời tôi tới tôi cũng không thèm đâu. Sau này chưa được sự đồng ý của khách không được lấy tiền bo của khách. Dạ giám đốc. Vào đi. Cậu à, con đây. Học Chi, ngồi đi. Có chuyện gì vậy? Con muốn bàn với cậu về vấn đề mức lương và phúc lợi của nhân viên chúng ta. Lương bây giờ cao lắm rồi, có vấn đề gì sao? Thật ra trước đó con có thu thập một số tài liệu và có bàn với các nhân viên. Đợi một chút. Alo, Mọi Giới Châu hả? Sao hả, cổ phiếu tăng hay giảm? Tăng hả, lại được 10.000 à? Được, có lợi thì tôi nhất định mua thêm. Được, anh đợi tôi tới liền. Học Chi à, cậu phải ra ngoài đi, đợi cậu về rồi nói sau ha. Dạ được. Bà, gần đây con nhận được tin tức về phía Trần Nguyên Phương hay giở trò phá hoại. Bà biết. Bà cũng biết ông đã giao một bản kiến nghị cho ông Beth dành giấy phép đấu trường với bà. Dạ. Giấy phép chỉ còn một năm mấy thôi, phải bàn chuyện đáo hạn lại, vậy làm sao đây? Chị hai chị đừng lo, nếu Trần Nguyên Phương dám đụng tới chúng ta, Kim Đại Xuân này sẽ là người đầu tiên để hắn sống không yên. Yên tâm đi, tên Trần Nguyên Phương đó không làm được trò trống gì đâu. Ông à, sao ông lại khẳng định như vậy? Lần trước chúng ta tổ chức đêm Thượng Hải đã gây được ấn tượng, các đồng sự của các cục công bộ đều cảm thấy hài lòng. Tên họ Trần đó muốn giành giấy phép với tôi, nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Bà nói rất đúng. Tạm thời Trần Nguyên Phương không thể gây được mối đe dọa gì với chúng ta. Nhưng mà Thiếu Hoa, con thấy câu lạc bộ Trường Kiều của chúng ta đã đến lúc phải cải cách rồi. Cái gì Học Chi?
khi không sẽ phải cải cách chứ. Phải rồi, nhất động chi bằng nhất tịnh, nếu không cần thiết thì không nên hao sức hao của. Thưa ba, chuyện là gì? Hôm nay ở đấu trường con lại nhìn thấy một Hà Quan cãi nhau về chuyện tiền bo với khách. Nếu để cuộc công bộ với chúng ta có nhiều tranh chấp như vậy thì đánh giá chúng ta quản lý không tốt, đối với việc đáo hàng của chúng ta sẽ có ảnh hưởng. Hải Xuyên, chuyện này thật sao? Mấy việc tranh chấp đó ở đấu trường lúc nào cũng có mà, thỉnh thoảng một hai lần chỉ là chuyện nhỏ thôi, theo các hoạt động của đấu trường rất bình thường. Thật chi à, đừng trách cậu nói với con, làm ăn phải có kinh nghiệm, con không nên sợ sệt như vậy. Phải đó, học chi à, rảnh rỗi thì con hãy học hỏi cậu ba. À, mọi người từ từ ăn nha, tôi ăn no rồi. Việc Quế, đưa ta lên phòng. Dạ. Thưa ba. Đại Xuyên, hai ngày nữa có ông chủ lớn từ Bắc Bình tới đấu trường, đến lúc đó cậu tiếp đãi ông cho tốt. Anh Chi. Xin lỗi nha, để em chờ lâu. Không sao. Cho hỏi anh dùng gì ạ? Cho tôi một tách cà phê. Dạ được. À phải rồi, sao lại hẹn anh ra để ăn cơm? Là ba em muốn cảm ơn anh cho nên em mới hẹn anh ra. Em chỉ là một câu đưa tin thôi. Thật ra anh phải cảm ơn mọi người, vì mọi người đã chịu nghe anh nói. Anh đừng nói vậy, nhưng mà hôm nay thấy anh có vẻ không được vui. Vì ba của anh không thích nghe anh nói. Nếu nói một lần không nghe thì nói thêm vài lần nữa. Quan trọng là phải kiên trì. Em chỉ học tập chị Tú thôi, nếu không phải chỉ kiên trì cũng không thể làm được bánh bao đặc biệt cho cửa tiệm. Em nói đúng, anh còn thiếu sự kiên trì. Cho em làm cô giáo một lần đó. Anh Cửu à, hôm nay thu không đủ, vậy đó làm sao ăn nói với Kim Gia được? Từ từ sẽ có cách mà. Có cách hả? Có việc làm, có việc làm. À, mày về trước đi ha. Ủa, Thế Cửu. Chào Chi, mang qua, sao đúng lúc vậy? Ngồi đi. Dạ được. Sao khi không lại đến đây? Hồi nãy ra chợ thu tiền xong, tính rủ em đi coi phim nhựa ha, không ngờ lại gặp em ở đây, đi thôi, đi. Không được đâu, em mới đến đây, đã gọi miếng bánh ăn. Hay là anh đi một mình đi. Vậy cũng không được, thật ra anh cũng thích ăn bánh lắm đó. À, anh ơi, à, lấy thêm một thứ này nè, à, với lại miếng bánh kem nữa ha. Ăn thử đi, bánh kem ở đây ngon lắm. Biết rồi, tôi hay tới đây ăn lắm. Nè, sao anh bất lịch sự quá vậy, cầm nĩa ăn nè. À, không sao đâu, đâu phải là trường hợp xã giao, ăn sao cũng được mà. Thì đúng rồi, ăn bánh kem dùng tay bóc ăn mới ngon á. Anh vô dụng quá đi. À phải anh Chi, hồi nãy anh đang nói phong cảnh ở Venus đẹp lắm có phải không? Điểm đặc biệt nhất của nó chính là tất cả các căn nhà như đang trôi trên sông vậy, di chuyển theo dòng nước. Khắp Venus có 400 cây cầu, với chỗ đẹp nhất chính là quảng trường San Marco. Các quần thể kiến trúc do các chuông và nhà thờ hợp thành, với lại một nửa quảng trường là chìm dưới nước. Trời, anh không cẩn thận gì hết à? À, xin lỗi xin lỗi, anh không có cố ý đâu. Anh Chi à, anh ngồi đây một lát, em về nhà vệ sinh lau cho sạch. À được. Không nói với anh nữa. Không sao đâu, đâu phải là anh cố ý. À phải anh Cửu, nghe nói chuyện thu tiền ở chợ gặp chút vấn đề phải không? Cả cậu cũng cười cho sao. Nè, anh hiểu lầm rồi. Thật ra tôi đã tìm hiểu mọi việc, không thu được tiền không phải vấn đề của anh. Điều quan trọng là cảnh sát cũng thu, cứu hỏa cũng thu, những bộ phận khác mà nay nấy thu. Một ngày thu mấy lần, các tiểu thương làm sao có tiền đưa? Thì phải rồi, họ không có tiền đưa tôi biết làm sao đây? Không lẽ ngày nào cũng đập cho họ một trận sao? Thật ra không phải là không có cách. Cậu có cách hả? Các vị, ngày nào cảnh sát cũng tới thu tiền, thật sự không nghĩ tới sự sống chết của chúng ta. Lần này chúng ta phải liều với họ một phen, thực hiện bãi thị, để cảnh sát họ biết chúng ta không kiếm được tiền họ cũng không thể sống tốt. Mọi người yên tâm. Đúng rồi đó, ngày nào cảnh sát không thu được tiền, cấp trên của họ nhất định sẽ tìm chúng ta bàn bạc. Tới chừng đó họ nhất định sẽ khuất phục. Phải ha. Ừ, anh Cửu nói đúng á, chúng ta quyết định bãi thị đi. Chị thì bãi thị đi. 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 Chúng ta sẽ chọc cảnh sát và ông chủ cố đó. Bãi thị. Yên tâm đi, về phía ông chủ cố em sẽ giải thích. Ngày nào cảnh sát cũng thu tiền,
các tiểu thương không có tiền nào cho họ, sau cùng kết quả cũng vậy thôi. Có lẽ mày nói đúng, nhưng tao sợ tụi nó không dễ dàng bỏ qua đâu. Họ là đồ kiểu, em là đồ xanh, mắc gì phải sợ. Bãi thầy. Anh hai tôi giao chợ cho cậu quản lý. Cậu quản lý sao tôi không cần biết. Quan trọng là phải nộp đủ tiền, nếu không cậu phải chịu trách nhiệm. Tôi chịu, sợ thì đép buộc mà tiểu thương đi. Được, tôi đã hứa với họ rồi, tôi sẽ không tồi vậy đâu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nghĩ cho kỹ đó, ngày nào cũng là tiền, làm sao cậu chịu đây. Bất quá mượn anh Tiến thôi. Được, tôi chóng mắt chờ coi cậu giỏi tới cỡ nào. Thằng cửu sách động bãi thị hả? Phải đó, người ở chợ ai cũng tin nó hết. Anh Tiến à, chuyện này gây ra lớn như vậy có sợ không? Yên tâm đi, chắc là được mà. Mọi người đồng lòng, sức mạnh rất lớn. Bọn cảnh sát chẳng qua chỉ vì tiền, người nào không đưa, không lẽ cả lũ ôm nhau chết? Dù không có lợi ích thì họ sẽ suy nghĩ lại. Anh Tiến phân tích đúng ạ. Nhưng điều đáng mừng là lần này thằng cửu đã biết suy nghĩ, chứ không phải hở một chút là dùng nắm đấm. Vậy anh khỏi cần lo, nó không thể sống trong giang hồ rồi. Anh Tiến nói vậy tôi cũng an tâm đó. Vừa rồi đi ngang qua tiệm, tôi thấy tiệm buôn bán cũng rất đắt. Đúng đó, tôi muốn bán tiệm Xuân Phong này, mua một tiệm lớn hơn, giao cho cô Tú quản lý. Anh muốn bù đắp cho cổ hả? Dù sao tôi cũng nợ cổ một mạng người, tôi muốn làm một chút gì đó. Hơn nữa cô Tú, cổ thực sự có tài năng về bếp núc. Biết đâu tiệm chúng ta càng làm càng lớn, đến chừng đó các anh em có bữa cơm yên vui. Rồi, chúng tôi biết rồi. Chuyện anh Tiến đã quyết, chúng tôi nói gì cũng vô ích thôi. Anh Tiến à, tôi biết có một tiệm muốn sang nhượng lại, chỗ đó cũng được lắm, hơn nữa là thịnh vượng. Tôi và chủ tiệm rất là thân, anh có muốn coi không? Muốn thì tôi dẫn anh đi coi. Được. Là tiệm này nè, chúng ta vô trong coi đi. Nhưng hình như tiệm này nghỉ bán rồi mà. Vô trong rồi nói. Cô thấy chỗ này thế nào? Rất tốt. Nhưng chúng ta đến đây làm gì? Tôi đã bán Xuân Phong tiểu quán rồi. Hả? Tôi đã mua căn tiệm này, sau này tiệm mới sẽ do cô quản lý. Tôi如若能死心未留疮吗？不知被揭竟会血溅于我身如画。如若醉也能辨看这份情怎可以假？声音早说来伤心的由来，心中的挚爱再次去妄想他早回来，怎么不回来？一生的挚爱如能逐渐我放开，这记忆依然变要。爱苦楚也过分意外，怎么会无人爱？